khi mà chuyển nhà gần chợ, người ta nghĩ rằng ở nơi đấy là nơi mà buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên là khi mà cái nhà gần chợ thì cái đứa trẻ nó học cái thói, những cái thói mà những cái tiểu xảo, những cái câu chuyện của những người đi kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, nhỏ vặt vãnh, thì thành ra là hay có cái tính khôn lỏi, hay là những cái tính cách mà những cái chuyện nhỏ nhặt hay cứ xé ra to, hoặc là trong chợ thì huyên náo thì mặc cả, rồi đôi co, rồi cãi cọ, rồi những cái tất tính như thế nó rất dễ ảnh hưởng đến cái đứa trẻ, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái khí phong thủy của nhà anh chị. Cho nên là những cái nơi mà gần chợ thì tốt nhất chỉ sử dụng để làm kinh doanh buôn bán. Chứ còn nếu chúng ta chọn cái nơi để ở thì chúng ta nên chọn những cái nơi khác nó sẽ có cái yên tĩnh hơn. Vì ở chợ thì suốt ngày huyên náo ấy, thì cái huyên náo của âm thanh đó, rồi chưa kể âm khí lao đến đó để mà được nhận những cái của rơi, của vãi, hoặc những cái đồ. Thế nên là chúng ta không nên chọn nhà nơi cư trú ở gần chợ, mà nên là chọn những cái nơi nào nó gần không gian yên tĩnh, hoặc là gần trường học, và như nơi nào đó nó yên tĩnh không gian và nó có không gian sống tốt hơn, và tránh được cái ô nhiễm, thì nó sẽ đem lại cái sinh khí tốt cho căn nhà của anh chị.